Vâng, xin chào cháu ạ. Vâng. Một chiêu ấy. Cái lại cái chào này nè.
Chào các bạn. Vâng, vâng, vâng. Xin chào các bạn. Bây giờ bác ông đang học. Vâng, 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 cứ tự nhiên nhé. Đi tháo. Rồi. Đẹp lắm. Xin chào nhá. Chào các bạn. Rồi. Quay cháu lên có sức khỏe để uống rượu thôi. Có tiền cắt phê ra. Quay các bà các cô. Chú ơi, anh vào từ ngày nào nha. Kia chơ mì. Ông thiếu cái khách Bắc Giang đến đầy đủ, các cháu đến uống rượu rồi. Ok. Nói chuyện riêng, đeo rượu chứ uống nói chuyện riêng.
Ông ơi, không quay đâu, không có quay đâu. Ôi, cho cháu chịu lên đi. À, rồi rồi, hôm nay à, mai mốt sẽ lên ạ. À. À, các bạn vô một cái đi. Ông ơi, ông ơi. Các bạn vô vô. Hello. Vô một chén đi. Cùng nhau rồi, cùng nhau rồi một chén đi. Cùng nhau mà. Cùng nhau mà. Rồi ra đồng khởi đi. Cùng nhau mà. Bạn ăn một chén ơi. Cùng nhau rồi, cùng nhau đi. Cái camera cũng được, cùng nhau rồi. Cắt một phát không ạ? Cắt một phát đi. Chào phát thì hỏi ạ. Mày là cái gì nữa? Cắt một phát đi, để cay như thế. Người uống như ra, người uống như thế. Người ta uống bây giờ mình cũng tỏ chuyện riêng, người uống đi. Bà ra chơi đây bà ơi. Ừ. Ừ. Con hư để cầu chức vả cho ông hát về bọn này là bọn Quảng Lạc mình đang mưa hạ đấy. Mình hạ là? Ừ, cầu chức đấy 13 công việc. Mình hạ đấy? Mình hạ và con vi vả mình hạ này. Đó. Mình hạ hạ cái bán tổ chức này con hư. Đây đi, đi. Để kế bán con đi à? Ừ, bán này mình xem mà mình hạ ngăn con mình đang vả. Là các ba tổ chức này bán này. Nó không biết thứ luôn mà các ba cái tấm vải này luôn nè. Ừ. Cái mưa tổ chức rồi. Ồ. Con ơi, tôi tổ chức có kéo đây và hát phí văn nè. Ừ. Là gì? Có hát là thế mình có bạn. Thank you.
Lâu à? Cảm ơn à? Khăn nữa. Ồ, là cảm ơn dạ. Về nhá. Về đi.